rõ, thấy rõ thì nói rồi hả? Đàn áp Phật giáo trước và sau năm 1975. Trước năm 1975, công điện 5159. Luật Việt Nam Cộng Hòa quy định tất cả tôn giáo không được treo cờ ngoài khuôn viên của mình. Ngày 6 tháng 5 năm 1963, trước đại lễ Phật đản 2 ngày, Chánh phủ ra công điện 5159 yêu cầu tất cả cơ sở tôn giáo nghiêm túc thực hiện quy định về treo cờ tôn giáo. Không hiểu vì sao mà cố vấn Ngô Đình Cẩn lệnh cho tỉnh trưởng Thừa Thiên thông báo với toàn thể tín đồ Phật giáo đừng treo cờ, còn ai lỡ treo rồi thì cứ để. Theo cuốn sách có tựa đề John Short in a Distant Land, tác giả chia sẻ rằng Tổng thống Ngô Đình Diệm lại một lần nữa áp đặt quy định cấm treo cờ tôn giáo ở ngoài phạm vi cơ quan chánh quyền. Mặc dù trước đó, ngày 4 tháng 5, các tổ chức công giáo ở Huế đã treo cờ và băng rôn chào mừng kỷ niệm năm thứ 25 Ngô Đình Thục tấn phong chức giám mục. Điều này đã gây ra một sự bức xúc lớn vì rõ ràng quy định này nhắm vào Phật giáo. Khi họ đã lên kế hoạch chào mừng đại lễ Vesak từ trước đó cả tuần lễ. Tới tối, Thượng tọa Thích Trí Quang nhận được công điện 5159 thì ông cùng tín đồ đều phản đối và soạn thảo 3 văn bản gửi tới Phủ Tổng thống, Tổng hội Phật giáo Việt Nam và Hội Phật giáo Thế giới. Ngày hôm sau, chánh quyền tỉnh không cho gỡ 3 văn bản trên và mời Thượng tọa tới họp. Hàng ngàn lá cờ Phật giáo đã tung bày ở Huế. Trưa hôm đó, chánh quyền Thừa Thiên cho cảnh sát tới từng nhà buộc dân chúng phải hạ cờ Phật giáo, bỏ xuống đất, xé cờ theo lệnh của giám mục Ngô Đình Thục. Điều này gây bất bình cho các chức sắc và tín đồ Phật giáo. Lãnh đạo Phật giáo miền Trung và tỉnh Thừa Thiên cùng nhiều tăng ni và khoảng 500 Phật tử tới đài phát thanh Huế để phản đối hành động của chánh quyền. Thực tế, đây đáng lẽ ra là một cuộc tuần hành ôn hòa. Nhưng bất ngờ, một loạt đạn từ trong đám đông bắn ra, giết chết vài người. Theo phản xạ tự nhiên, nhiều binh sĩ đã nổ súng và hậu quả là 9 thường dân tử vong và 14 người bị thương. Sự kiện này đã đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của cố tổng thống. Cố tổng thống Ngô Đình Diệm đã xoa dịu được đám đông. Ông nhượng bộ đồng ý cải thiện quy định theo những yêu sách của Phật tử. Ngay sau đó, tại tòa hành chánh, tỉnh trưởng Thừa Thiên đã giải thích với phái đoàn là cảnh sát đã làm sai lệnh và đồng ý cho Phật tử được treo cờ Phật giáo. Tưởng chừng mọi việc sẽ im xuôi, nhưng tai họa ập tới khi bà Nhu công khai lên án những người Phật tử là bọn phiến loạn quá khích. Cũng trong năm 1963 này, ngày 11 tháng 6, Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu tại ngã tư Lê Văn Duyệt và Phan Đình Phùng, nay là ngã tư Nguyễn Đình Chiểu, Cách mạng tháng 8, quận 3. Các bạn có thể xem đầy đủ về sự kiện này trên YouTube do phóng viên quốc tế ghi hình lại. Nhiều quan điểm cho rằng đây không phải tự thiêu, do có người dẫn tới và tưới xăng vào. Có người thì lại nói ông ngồi im được là do bị cột dây bên trong người, hay bị uống thuốc gây hôn mê, chết lâm sàng. Nhưng với những gì được ghi chép bởi quốc tế và cả sự chứng kiến của nhiều người dân Sài Gòn lúc đó, có cả gia đình tôi, thì rõ ràng ông không có cột dây hay bị uống thuốc hôn mê gì hết. Chính ông đã đưa tay lên quẹt que diêm. Công bằng mà nói, lửa đốt thì dây hẳn đã đứt, nếu không thì phải còn xác dây xích mới phải. Và khi gặp lửa cháy thì cơ thể sẽ co giật do rút gân, rút cơ. Tuy nhiên điều này đã không diễn ra, lại còn để lại một trái tim hóa đá, y như lời phát nguyện của nhà sư. Điều này đã làm rúng động xã hội Việt Nam và quốc tế lúc bấy giờ. Khi ngọn lửa bao trùm nhà sư đang ngồi thiền bất động, phóng viên Mỹ có tên là Malcolm Brown đã bấm máy. Một tấm hình đã được lan truyền khắp thế giới như một biểu tượng phản kháng lại chế độ. Trái tim hóa đá của ông Thích Quảng Đức đã được tạp chí Life ghi hình lại như là một điều kỳ lạ phi thường. Đồng thời, sau năm 1975, người cộng sản vô thần cho rằng đây là chiêu trò ma mị, ngu dân
nên đã đem trái tim này đi nung một lần nữa. Tuy nhiên, kết quả vẫn như ban đầu. Quá bất ngờ với điều này, Tân Chánh Phủ đã cất giữ nó trong kho lưu trữ đặc biệt thuộc ngân hàng nhà nước, gây ra nhiều tranh cãi cho tới ngày nay. Quay trở lại giai đoạn biến cố Phật giáo, ngay sau sự kiện tự thiêu này, cố tổng thống Ngô Đình Diệm đã tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ các lãnh tụ Phật giáo để đưa ra một thông cáo hòa giải. Nhưng mọi việc gần như thất bại do những phát ngôn của bà Trần Lệ Xuân về Phật giáo đã giết chết một chánh thể Cộng Hòa, là một trong những lý do tạo ra bất bình trong giới sĩ quan, tướng lãnh, dẫn tới cái chết đau lòng của anh em cố tổng thống. Sự việc này đã gây tổn thất uy tín nặng nề cho chánh quyền trong nước lẫn quốc tế, và 6 tháng sau thì cuộc đảo chánh diễn ra. Theo báo cáo điều tra của Liên Hợp Quốc cho biết, trong thời kỳ ông Ngô Đình Diệm làm tổng thống, có 1.275 chùa được xây mới và 1.295 chùa được sửa chữa. Vì vậy, nói một cách công bằng thì sự việc đàn áp Phật giáo là có diễn ra, nhưng do chịu sự tác động của những người xung quanh cố tổng thống, những con người tưởng chừng như thông minh đó đã lạm dụng chức quyền đàn áp Phật giáo và gián tiếp gây ra cái chết thương tâm cho Ngô Đình Diệm. Mặc dù ông cố gắng đưa ra những chính sách nhượng bộ, tạo điều kiện cho Phật giáo phát triển, nhưng đã quá trễ. Sự kiện bàn thờ xuống đường năm 1966. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thời điểm này chia làm hai phe phái, là phe Ấn Quang, dẫn đầu là Thượng tọa Thích Trí Quang, xu hướng bạo động, và phe Việt Nam Quốc Tự, do Hòa Thượng Thích Tâm Châu dẫn đầu, đấu tranh ôn hòa. Phe Ấn Quang ủng hộ việc ly khai vùng 1 và chống lại Chánh Phủ. Ngày 26 tháng 5 năm 1966, tại Huế diễn ra tang lễ thiếu quý Nguyễn Đại Thức thuộc quân ly khai, là người mưu sát thiếu tướng Huỳnh Văn Cao. Đoàn biểu tình quá khích, Việt Cộng đã lén lút tham gia, can thiệp rồi đốt phòng thông tin và thư viện Hoa Kỳ tại Huế. Cũng thời điểm này, nhiều tăng ni đã tự thiêu để chống đối hành vi độc tài quân sự, tham nhũng vô độ của nội các Nguyễn Cao Kỳ. Vụ việc này được gọi là biến động miền Trung. Ngày 1 tháng 6 năm 1966, đoàn biểu tình đập phá tòa lãnh sự Mỹ tại Huế, buộc quân đội phải trấn áp. Ngày 6 tháng 6 năm 1966, Thượng tọa Thích Trí Quang yêu cầu đồng bào đưa bàn thờ Phật xuống đường để ngăn chặn lối đi của quân Chánh Phủ. 10 ngày sau, đích thân Đại tá Nguyễn Ngọc Loan, giám đốc an ninh quân đội kiêm tổng giám đốc cảnh sát quốc gia, đã thăng chinh khiêng bàn thờ trả lại dân chúng và nhà chùa. Ngày 21 tháng 6 năm 1966, Thượng tọa Thích Trí Quang được đưa về Sài Gòn. Phong trào tranh đấu nhanh chóng tan rã và chấm dứt. Nhiều người mù mờ thông tin cho rằng ông Thích Trí Quang là Việt Cộng, nhưng thực ra ông ta phục vụ cho CIA. Cứ mỗi lần bị truy bắt thì ngay trong nội bộ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đều có người cho chở ông tới Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn để lánh nạn. Bởi lẽ CIA nhận thấy được nước đi sai lầm của nhiều thành phần chức cao trong nội các. Người Mỹ sợ rằng chánh quyền Việt Nam Cộng Hòa sẽ tự mục rửa hơn là bị Cộng sản đánh. Do đó họ quyết định sử dụng CIA can thiệp sâu để lật lại bàn cờ. Còn sau năm 1975, Phật giáo ra sao? Sau sự kiện 30 tháng 4, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bị chánh quyền Cộng sản tịch thu các cơ sở, phe Ấn Quang mặc dù đã ủng hộ Việt Cộng cũng không được chánh quyền mới chiếu cố. Thích Trí Quang cũng bị quản thúc tại gia. Ngay từ cuối năm 1975 đã có những đụng độ giữa giáo hội và chánh quyền. 12 Phật tử và tăng ni đã tự thiêu ở chùa Dược Sư, Cần Thơ để phản đối lệnh cấm treo cờ Phật giáo cùng những điều lệ bó buộc khác. Tháng 3 năm 1977, khi nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trưng dụng cô nhi viện Quách Thị Trang, giáo hội phản kháng mạnh mẽ, kêu gọi Phật tử xuống đường phản đối. Viện Đại học Vạn Hạnh cũng bị nhà nước buộc phải đóng cửa. Nhà xuất bản Lá Bối bị buộc ngừng hoạt động. Ban lãnh đạo giáo hội có gửi thư đòi thực thi tự do tôn giáo thì chánh phủ hồi âm bằng cách bắt giam 6 thành viên lãnh đạo,
trong đó có các danh sư Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ, Thích Thiện Minh. Hòa thượng Thích Thiện Minh đã bị đánh chết trong tù. Năm 1981, chính phủ thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam và ép Giáo hội Thống nhất đang tồn tại từ trước phải giải tán mà không qua bất kỳ văn bản chính thức nào. Tổ chức mới quy tụ nhiều giáo đồ thiên tả và có móc nối mật thiết với chánh quyền. Từ đó, sản sinh ra nhiều nhà sư quốc danh. Ngày 24 tháng 2 năm 1982, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trục xuất hai hòa thượng Thích Thiện Quang, Thích Quảng Độ về quản chế tại quê quán Quảng Ngãi và Thái Bình, không qua sự xét xử của tòa án. Ngày 7 tháng 7 cùng năm, chùa Ấn Quang là trụ sở của Giáo hội Thống nhất bị cưỡng chiếm. Toàn bộ tư liệu, hồ sơ của Viện Hóa Đạo bị đốt sạch trong 5 ngày. Ngày 24 tháng 5 năm 1993, vì thực hiện và phổ biến di chúc Hòa thượng Thích Đôn Hậu là đoàn kết các tăng ni Phật tử hải ngoại và quốc nội mà chư tăng chùa Linh Mụ bị đàn áp dữ dội, đưa tới cuộc biểu tình 40.000 Phật tử Huế. Họ xuống đường đòi hỏi nhân quyền và tự do tôn giáo. Đây là cuộc biểu tình lớn nhất chưa hề có dưới thể chế Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tháng 5 năm 1994, Giáo hội tổ chức cứu trợ đồng bào tị nạn Bảo Lục miền Tây thì chánh quyền ra lệnh bắt phái đoàn gồm 60 tăng ni và 300 Phật tử. Ngày 2 tháng 4 năm 2003, Thủ tướng Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Phan Văn Khải tiếp Hòa thượng Thích Huyền Quang, xin Hòa thượng hỷ xả cho chuyện đã qua, đổ lỗi cho cán bộ cấp địa phương làm sai. What have the Buddhist leaders done comparatively? The only thing they have done, they have barbecued